Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Suzuki đây. Hôm nay Lộc sẽ quay trở lại với series Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Tại vì lúc trước mình có làm bị dang dở giữa chừng ấy. Rồi ok, phiên bản này hiện tại hình như theo mình được biết ấy, nó sẽ giết rồng được các bạn. Cho nên bây giờ mình cùng nhau bắt đầu lại nha. Công việc đầu tiên là tạo thế giới đó các bạn. Mình sẽ đặt tên là Lộc Let's Play Season 3 nha các bạn. Đây là Season 3 rồi. Rồi, sinh tồn này. Cái này thì để mặc định nó đi. Rồi vô. Vậy cái giao diện lock map nó cũng thay đổi nữa bạn. Nó hiện ra mấy cái chân này. Rồi, chăm chăm này. Hồi trước có mía kìa bạn. Lại là gừng gỗ bạch dương rồi. Khá là chán, mình không thích gừng gỗ bạch dương nữa bạn. Tại vì mình chủ yếu xây dựng bằng gỗ sồi ấy. Không sao đâu, kệ chỗ này cũng được. Rồi, mới vô có mía đi. Đi làm cái bàn ăn chanh đấy các bạn. Vậy để mình đi xung quanh coi, để coi chỗ nào thích hợp ấy. Rồi mình cùng nhau như là định cư chỗ đó nha. Có heo kìa. Wow. Ở đây thì có bông này. Bên kia có gì kìa. Ở đây có cái sông đẹp lắm nữa các bạn. Wow. Bây giờ mình sẽ định cư đây nha, tại vì mình thấy cái địa hình ở đây rất là đẹp luôn. Phiên bản thử nghiệm cho nên nó còn hơi giật các bạn. Đấy, kiểu như delay các kiểu luôn. Rồi, giờ trồng ra đi. Rồi, trồng hết. Rồi, sau đó mình sẽ đi chặt gỗ nha. Công việc đầu tiên vẫn là chặt gỗ thôi các bạn à. Đấy, cái nó cũng thay đổi cái gì ta? Cái resource pack các bạn. Cái lá nhìn kiểu như đẹp hơn các bạn. Các bạn có thấy cái lá đẹp hơn không? Mình thấy cái lá đẹp hơn ấy. Okay. Rồi giờ thì grab các bạn chế tạo thôi. Búp. Vậy mở công thức một đống luôn kìa. Rồi tiếp theo là làm cái cúp nha. Đó, mới vào thì Lập thường làm cái cúp thôi các bạn à. Tại vì nó sẽ kiểu như tiết kiệm mấy cái gỗ ấy. Tại vì mấy dụng cụ gỗ khác nó khá là cùi cúp nè. Giờ mình sẽ đi kiếm cái hàng. Đây. Ở đây không phải cái hang. Ok, đây là cái hang này. Rồi mình sẽ đào ít đá đi. Đấy, tầm 20 mấy cục các bạn. Đấy, để mình grab một bộ dụng cụ đá này cũng như là cái lò nung ấy. Khi đó mình sẽ nung được đồ ăn rồi hết sợ đói. Đập ở đây luôn này. Mà bây giờ phải đi tìm than cái đã. Tìm than để làm đuốc ấy. Mà quên, phiên bản này đâu có cài được cái Optifine đâu. Làm định làm đuốc để kiểu như cho bạn dễ nhìn ấy. Nhưng mà phiên bản này chưa có cài được Optifine các mà. Cho nên tạm thời thì đi tới đâu thì cắm đuốc tới đó thôi. Chứ không cầm trên tay giống như có Optifine được các bạn. Đây, đập ra. Búp. Búp. Được như vậy, 21 cục rồi. Đào tầm 24 cục đi. Tầm 24 cục rồi mình đi lên nha. Và cục cuối cùng này. Rồi. Rồi về grab cái bộ dụng cụ thôi. Cái mầm cây nó cũng thay đổi cái resource pack nữa các bạn. Nhìn khá đẹp luôn. Và mở công thức lên. Lúa trại này. Hấp dẫn chưa? Rồi, giờ mình sẽ làm một cái kiếm đá để đánh quái này. Một làm ít que đi. Một cây rìu để chặt cây. Một cây xẻng để đào đất này, một cây cuốc để cày cuốc này. Và một cây cúp, đấy, không thể thiếu cây cúp nha các bạn. Cây cúp, đây. Full gear rồi, giờ tiếp theo là cái lò nung này. Yep, xong. Rồi, giờ thì lấy cái bàn chế tạo thôi. Mình lấy thêm một cái mầm cây này. Để có gì mình tìm chỗ khác rồi mình trồng nó lại các bạn. Để mình qua bên đây coi, để bên đây có cái gì nha. Wow, cái mình thấy cái sông này khá là đẹp luôn này. Rồi. Đây nhiều bông thế nhỉ, cái bông màu hồng á các bạn. Ngoài này là gì đây? Đừng nói là biển nha. Ở đây là một cái hồ bự luôn các bạn. Wow. Hấp dẫn nha. Được đấy. Rồi giờ thì tìm xây nhà trước hay là đi mai trước các bạn? Theo mình nghĩ chắc là đi mai trước đi, để kiểu như có đồ sắt các bạn, mình cùng nhau xây nhà nó sẽ tiện hơn ấy. Ok, qua đây đi. Bên đây coi có gì nào. Bên đây, cây mọc kỳ nhờ. Cây không có cái gốc các bạn. Có bông mới hay gì này. Bông linh lan. Cái này hình như bông mới các bạn, đúng không?
Đúng rồi, cái này bom mới các bạn. Rồi, giờ tìm cái chỗ nào đào xuống coi. Ủa, ở đây không có cái đường đào xuống à? Kiếm một cái hang kiểu như để cho tìm sắt dễ dàng hơn các bạn. Tại vì trong hang mình thấy nó có khá là nhiều sắt luôn. Bên đây có cái gì này? Đúng rồi, cái hang gì vậy? Mà mình chưa có thức ăn nữa, không được chạy các bạn, đi từ từ thôi. Coi cái này hang sâu không đấy ạ? Ok, vô cái hang này thử đi. Rồi, đào ra. Để tí có đường lên. có thang, dùm sẽ đào ít thang đi rồi làm đuốc cho bạn dễ nhìn nha. Đuốc này, vậy cắm lên, nó sáng trưng luôn. Rồi, giờ thì đào mấy cái thang này ra thôi. Đấy. Nó cũng thay đổi cái resource của cái cục đá cũng như cục thang đó các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Mình thấy khá là đẹp luôn. Kiểu như nó khác biệt chứ Minecraft mặc định hồi xưa ấy. Đấy, không cần phải cài mấy cái resource gì đâu mà. Đấy, để mặc định gì chơi nó cũng đẹp rồi. Đó. Rồi, đào hết chỗ thang luôn đi, tại giai đoạn đầu mà. Đấy, cần rất là nhiều thang luôn. Cái hang này rộng lắm các bạn. Rồi, lấy đào chỗ này ra nè. Đấy, hy vọng sẽ tìm được nhiều sắt ở giai đoạn đầu ấy, để mình làm giáp sắt các bạn. Thì mấy con quái trong đây rất là mạnh luôn. Đó, có heo, bé heo bị lạc xuống đây này. Rồi, giờ mình sẽ làm một ít đuốc đi. Đấy, rồi đi xuống. Đặt xuống đây này. Cái hang cùng. Cái hang này có vẻ không được sâu cho lắm á các bạn. Có đường xuống này. Vậy có sắt rồi các bạn à. Đấy. Đây có nữa này. Wow. Hấp dẫn chưa? Rồi đào sắt ra đi. Đấy. Một tí mình sẽ nhiều ấy. Mình sẽ làm một cái bộ giáp sắt luôn các bạn. Đấy, cũng như là một bộ dụng cụ ấy. Đó, khi đó thì không sợ mấy con quái tấn công hay là lo lắng về việc công cụ quá yếu hoặc là quá đào quá chậm ấy. Rồi. Cắm đúc lên. Vậy. Sắt nó cũng thay đổi cái resource nữa các bạn, nhìn nó hơi khác một tí ấy. Wow. Cắm đúc lên. Ripper. Đầu chặn là gặp Ripper không, mình hơi sợ các bạn. Tại vì nó nổ thì rất là nhiều sắt thương luôn. Trong khi mình chưa có cái gì để bảo vệ đây. Cho nên rất là lo luôn. Đó. Wow. Rồi. Đi qua bên đây coi. Đấy. Cái này dẫn đi lên rồi. Mà vẫn có sắt này. Cái này tưởng đâu ai đào không chứ. Nguyên một đường luôn nữa các bạn. Không sao đâu. Bây giờ mình sẽ lấy sắt trước ra. Sắt đây. Đấy. Sẵn tiện tí mình sẽ đào thêm một ít đấy. Rồi lên xây nhà luôn nha các bạn. Đó. Rồi. Búp và búp. Hey. Rồi à, mình được 24 cục rồi. Đấy là làm được một bộ giáp rồi đó các bạn. Tiếp theo là đào cái chỗ này ra để làm dụng cụ này. Đó. Được một cây cúp rồi. Ba quặng là làm được cây cúp rồi. Đấy, ba quặng sau là làm cái ghiều này để chặt cây này. Rồi, được thêm một quặng nữa. Vậy là mình đào hết chỗ này là mình về được đó các bạn. Tại vì mình chỉ cần đủ cái bộ dụng cụ cũng như là gì ta? Bộ giáp sắt thôi. Đấy. Ok rồi. Tiếp theo là mình cần đá này. Ok, giờ chắc mình sẽ đào một ít đá nha các bạn. Rồi mình sẽ quay trở lên rồi xây nhà cùng các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn khi mình đào được một mớ nha. Ok, cảm ơn. Mình đã đào được một ít đá rồi. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi tìm con cừu nha. Tại vì nãy giờ mình chưa thấy con cừu nữa hết các bạn à. Wow, bên đây là đồng bằng này. Vậy ra đồng bằng thì nó sẽ kiểu như dễ tìm thấy cừu ấy. Theo mình nghĩ là vậy đấy. Bên kia có ngựa. Cái bông gì lạ vậy? Bông màu xanh này. Wow. Thanh cúc. Lại bông mới này. Wow, bên kia là cái gì ta? Cái vùng sao vậy? Sao vậy anh kìa? Yay. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy cụ đâu hết. Trong cái thế giới này cụ à, đây một đống luôn này. Yay. Ok, giờ mình sẽ lấy thịt của ba em nha. Đấy, chỉ cần ba em thôi. Mình chừa hai em lại, có gì mình cần ấy. Mình quay lại rồi mình bắt về nhân giống các bạn. Rồi, đập một cái nữa. Vậy. Đó, vậy là hôm nay có vườn rồi. Giờ thì craft luôn thôi. Vậy. Đó, được một cái vườn trắng này. Nhưng mà mình không thích vườn trắng đâu. Mình sẽ nhuộm lại thành vườn màu xanh nha. Đó. Không cần luli luôn các bạn. Thông thường lúc trước ấy, muốn nhuộm được mấy cái vườn ấy thì cần luli ấy. Theo mình biết là vậy. Rồi, giờ thì
đặt xuống ngủ trước ra. Đêm đầu tiên thì mình ngủ tạm bợ ngoài đồng trống đi các bạn. Rồi giờ ngủ nha. Thành tựu đầu tiên, giấc ngủ ngon. À không, thành tựu thứ ba chứ. Rồi giờ thì quay trở lại chỗ cũ rồi bắt đầu xây nhà nha các bạn. Nãy giờ đi bộ luôn. Chả hết nổi rồi. Chắc mình sẽ ăn à không, nung lên đi. Đó, nung lên nó sẽ cứ như được hồi nhiều thức ăn ấy. Giờ mình sẽ nung trước hai cục thịt đi. Vậy tại vì mình có hai cục gỗ hả, đổi cái kia ra với lại mình cũng hết gỗ rồi các bạn. Đó, ăn một cục đầu tiên này. Đấy, miếng thịt đầu tiên. nhầm. Cái đầu bây giờ nhìn ngộ các bạn. Các bạn nhìn cái đầu nè. Nhìn hơi buồn cười các bạn. Vậy cái gì ta, cái ván gỗ này nấu được 3 món luôn. Hấp dẫn. Rồi bây giờ thì quay trở lại chỗ cũ thôi. Tại vì mình thấy cái địa hình hồi nãy nó khá là đẹp luôn các bạn. Đấy, xây căn cứ hay là xây nhà thì rất là ok luôn. Rồi giờ quay trở lại thôi. Cái bông màu đỏ màu vàng với nó sửa cái resort bát lại nè các bạn, nhìn rất là đẹp luôn này. Wow, hấp dẫn nha. Rồi giờ thì quay lại chỗ cũ. Không biết mình đi đúng đường không nữa. Ở đây có cù này, gì mà nãy mình không gặp nha. Ở đây có cái hang. Rồi lấy mía đi, lấy thêm các bạn. Rồi về thì nhân giống lại thôi. Cái hang hồi nãy của mình đâu ta? Phải ở đây không? Không phải rồi. Vậy là mình đi lạc chỗ nãy hay sao nhờ? Nãy mình thấy cái hang, có cái hồ rất là đẹp luôn. Ủa sao đi một hồi mất dấu người ta? Đây có cái hang bự lắm này. Có bò luôn. Wow, có một em thôi. Phải hai em thì mình mới nhân giống được đó các bạn. Có vẻ mình đi lạc hay sao rồi. Bên chụp hình cái tọa độ lên các bạn à. Tọa độ lúc mình mới spawn ấy. Căng rồi. Mới vô đã bị lạc. Lọc hơi nước các bạn. Mới vô đi xíu rồi đã bị lạc rồi. Đây quá trời bò này. Mình nghĩ là mình sẽ hy sinh một hai em đi để mình có nguồn thức ăn đầu tiên các bạn, tại vì bây giờ mình hết thức ăn rồi. Ok, giờ mình sẽ hy sinh hai em đi. Đó, mình chờ hai em lại, có gì mình cần mình sẽ quay lại nhá. Rồi giờ thì quay ngược lên đây. Mới vô đã bị lạc rồi. Ở đây còn em này, kể em cô đơn quá thì cho em về thiên đàng luôn. Vậy đúng ta, nãy mình spawn chỗ nào nhờ? Nãy mình thấy cái hồ đẹp lắm. Ở đây đúng không? Đúng rồi này. Đúng rồi, cái chỗ này nè các bạn. Đó. Rồi giờ mình sẽ đập chỗ này ra. Lấy hết chỗ này luôn chứ. Nãy đem qua bên kia trọng các bạn, để bên đây hơi xa. Lúc thu hoạch thì hơi khó ấy. Rồi. Bên đây sống bên đây cũng được ấy. Ok. Chắc sống ở đây cũng được nè các bạn. Giờ mình sẽ dọn khu này ra nha. Ok, cảm ơn. Mình đã dọn xong khu này rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xây cái nhà nha. Rồi mình sẽ đặt trước trụ đi. Cái nhà này tầm 5x5 thôi các bạn. Nhà hình vuông hoặc là hình chữ nhật cũng được. Nhưng mà mình nghĩ nhà hình vuông nó sẽ ok hơn ấy. Tại vì nhà khởi đầu mà, đúng không? Xây đơn giản thôi. Mình sẽ lên một ô này. 2 ô, 3 ô. Ok, tầm lại 3 ô trước đi. Rồi cách ra 5 hay sao ta? 1, 2, 3, 4, 5. Hoặc là 1, 2. Rồi cái cửa này. Rồi 1, 2, 3, 4. Trụ. Yep, mình nghĩ gì cũng được này. 1, 2 đúng không? Rồi cái cửa 1, 2, 3, 4. Rồi ok, lần này mình sẽ thử xây cái nhà số chẵn nha. Tại đó giờ mình chỉ xây mấy cái nhà kiểu như toàn là số lẻ thôi các bạn à. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi nói nghe thôi. Ở đây đây. Rồi nói lên bao trước đi, tạm thời là bao trước nha các bạn. 1, 2. Đó. Rồi mình sẽ đổi ra một ít này. Đổi ra gỗ đi. Cái ván nha các bạn. Đấy, cái ván gỗ này. 1, 2 này. Đấy, rồi cái cửa. 1, 2, 3, 4. Đấy. Còn chưa. Gì thì lại hiện vấn đề là ở đây nó hơi kỳ. Đặt ra thử xem. Nếu mình đặt như vậy thì nó khá là xấu.
Thành ra cái này phải đi gầm ô rồi các bạn. Đấy, đi gầm ô đi. Đặt ở đây, ở đây, ở đây và ở đây. Đó, nhìn lại coi. Cũng không được luôn. Vậy là ở đây mình sẽ sửa lại các bạn. Ở đây đặt cái khối luôn nè. Đấy, thu hẹp cái kích thước ngôi nhà lại. Lúc đầu mình định xây kiểu như sao ta, 6 ô, nhưng mà bây giờ mình sẽ thu hẹp lại nha. Đấy, để cho nó đẹp đó các bạn. Rồi, ở đây thì tương tự nè. Nói ở đây, rồi. Nãy cái rìu mình gần hư các bạn, nên mình ráp một cây rìu đá lại đây. Rồi, lên thêm một ô nữa đi. Mấy cái trụ thông thường mình làm 4 ô nha các bạn, để cho việc nói là mấy cái trụ nó sẽ đẹp hơn ấy. Đây, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Có vẻ mình không đủ gỗ các bạn. Đấy, mới đây gần hết gỗ này. Căng rồi. Ở trước có nên nói là ông ta. Ok, ở trước mình nghĩ cũng nên nói đó các bạn, để cho nó đồng bộ ấy. Yeah. Cũng ok đấy. Rồi tiếp theo mình sẽ ấp tường lại. Có nên dùng đá không nhỉ? Để mình thử ấp bằng đá trước nha các bạn. Rồi, đặt cái này, đặt cái ở phần dưới trước đi. Đấy, cái phần đá không đẹp ấy thì mình sẽ đổi lại. Dùng gỗ lại. Sao nhỉ? Hay là dùng đá nấu các bạn? Ủa, gạch chứ, cái gạch đá ấy. Mình nghĩ gạch đá cũng ok đấy, nhưng mà thôi đi, tạm thời dùng gỗ đi các bạn. Đấy, dùng nguyên liệu basic nhất. Rồi, ốp tương tự ở phần bên đây luôn nha. Đấy, tại vì mình đổi ra mấy cái ván nó sẽ rất là rẻ luôn các bạn. Tại vì một cái block gỗ thì mình có thể đổi được tới 4 cái ván ấy. Đấy, cho nên không sợ thiếu đâu. Đó, phần máy rồi mình sẽ dùng gỗ bạch dương cũng như là cái đá nha, để viền ấy. Nhưng mà không biết có đẹp không nữa. Đó, rồi, qua đi. Rồi, từ từ mình sẽ nghiên cứu cách làm cửa sổ sao các bạn. Đấy, các bạn biết tính lập ở đây, lập làm nhà thì thường rất là nhiều cửa sổ luôn. Ở đây là ở đây thì cái cửa sổ là 2 ô nè. Ồ, 2 ô có nhỏ quá không ta? Vậy là cái phần ở trên các bạn phải lên thêm một ô nữa ấy. Đấy, để cho ok, vậy là ở trên phải lên thêm một ô nhá. Lập tính hơi thiếu rồi. Đấy, cái này phải lên thêm một ô này. Đó, ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình sửa xong chỗ này nhá. Rồi ok các ơi, sau một hồi suy nghĩ thì mình sẽ quyết định làm phần mái bằng phần gỗ bạch dương nha, tại vì khu của mình ấy chỉ có đúng cái gỗ bạch dương và gỗ sồi thôi mà. Đấy, cho nên phải làm phần mái bằng gỗ bạch dương rồi. Nhưng mà sao đâu, sau này có gỗ khác hay thì mình sẽ thay thế nó lại, không sao. Tạm thời thì dùng gỗ bạch dương đi. Đấy, đổi ra xì láp này. Rồi, leo lên thôi. Đấy. Úp. Rồi. Ở đây mình quên làm cái cầu thang nữa. Đó, để đặt cho nốt luôn các bạn. Úp, úp. Úi da da. Lồm. Ui. Đặt lộn liên tục luôn. Đó, đặt vô đây. Úp. Yeah. Rồi, tiếp theo là ốp phần mái lại nha. Đấy. Rồi, ốp phần mái vô. Rồi, ok, cảm ơn. Cuối cùng mình đã xong phần mái. Úi da, rồi té này. gần chết luôn rồi. Mà không sao đâu. Đấy, tí mình sẽ nấu đồ ăn lên rồi hồi máu thôi các bạn. Rồi, bây giờ thì đem cái giường vô trong thôi. Ở đây hơi căng này. Ở đây chắc mình sẽ ốp lại bằng slab ở phía trên đó các bạn. Ở đây dùng dùng slab này. Đó, không cần cửa sổ ở trên đâu. Đấy, đào ra. Ở đây còn thiếu này. Bụp. Yeah. Sau đó mình sẽ đổi hết ra cái slab đi. Đấy. Slab bằng gỗ sồi nha các bạn, để ốp phần trên che lại. Nhìn nó lộ phần gỗ bạch dương nhìn hơi xấu các bạn. Rồi ốp lại. Đấy, ốp ngang thôi. Đó. Hoặc là làm cái viền ở xung quanh cũng được. Đấy, không nhất thiết phải ốp hết cũng được. Đó. Rồi tiếp theo là cắm đuốc ở phía trong này. Thì mình sẽ cắm đuốc ở đây và ở bên đây. Đó. Rồi, giờ thì mình sẽ ốp phần sàn nữa nha. Phần sàn chắc mình sẽ dùng đá các bạn à. Chắc mình sẽ coi. Mình hết đá luôn rồi. Wow. Ok, chắc mình đào xong bằng đất này, rồi mình sẽ đi đào thêm ít đá rồi làm cái slab đá nha các bạn, rồi ốp ở dưới làm sàn ấy. Tại vì mình khá là thích sàn bằng đá luôn. Ok, cảm ơn. Hiện tại mình đang nấu đá lên này.
được 4 cục rồi. Để mình xem cái slab đá coi. Cái phiến đá bây giờ nó đổi cái resource patch lại các bạn à. Phiến đá gì thì hết đẹp rồi. Ok, chắc mình test thử một lần. Kệ đi, nhưng mà miễn sao mình rẻ, mình up được hết cái sàn là được rồi. Đá này để mình coi, đá này xen kẽ với cái này được không ta? Có vẻ không đẹp cho lắm các bạn. Thôi bỏ đi. Làm đá hết đi. Đó. Rồi, up lại. Đấy, nó sẽ rẻ hơn cái đá bình thường nha các bạn. Thì đá bình thường một cục mình mới up được ấy, cho nên mình làm slab cho nó rẻ. Rồi. Up lại thôi. Búp. Yay. Đây có nữa này. Slab ở đây. Wow. Sắp tới các bạn biết những gì mới trong phiên bản này, mà muốn mình chế tạo thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Đấy, để Lập biết còn chế tạo ở tập sau nữa các bạn. Rồi. Nó có cái công thức gì này? Bột nhuộm trắng á. Đá mài luôn này. Đá mài là gì ta? Ok, các bạn biết đá mài là cái gì thì nhớ comment nha. Hấp dẫn này. Rồi, đá mài á, để mài kiếm à. Rồi mình sẽ lấy thêm hai cái này này. Rồi. Đào cả thôi. Búp. Dạ. Đấy, gì còn 6 cục nữa. Đấy, làm một lần nữa thôi. Dạ. Vậy xong rồi. Bây giờ mình sẽ nấu gì ta? Nấu kính lên nha. Đấy, nấu cát nè các bạn, tại vì nãy mình có đào chỗ cát ở cặp máy xăm đây này. Đấy, rồi lung lên làm kính đi. Đấy, để trang trí thêm. Cái này thì tạm thời cho nó ngừng nấu cũng được này. Nhưng mà còn than kệ đi. Được một cái. Thủy tinh bây giờ nó đổi cái resource patch lên nè các bạn. Nhìn cái nhánh trong suốt luôn ấy. Wow. Cái giường thì mình sẽ tạm thời đặt ở đây đi. Khi nào mình có nhiều len ấy, mình sẽ làm thêm cái giường nữa các bạn. Làm giường đôi luôn. Đấy, nó mới chất đúng không? Rồi. Ở đây còn thiếu này. Cái gì á? Cái gì á? Có văn lạng đây à? Uống thuốc tàng hình hay sao này các bạn? Ghê quá, vô ngủ. Ui. Nè. Wow, ông gì đây? Ghê quá, vô nhà. Mình sợ ông quánh lắm các bạn à. Mấy ông đó nguy hiểm lắm. Rồi, giờ làm thêm một cái nữa đi. Đấy, để ốp ở ngoài này. Đó. Không, ở ngoài thì mình dùng gỗ cũng được mà. Mình sẽ chặt thêm hai block gỗ đi, để ốp ở ngoài luôn. Các bạn biết ông đó là ông gì thì nhớ comment nha. Hết hồn các bạn, tự dưng nghe ông ai uống thuốc hết hồn á. Rồi, giờ mình sẽ ốp ở phía dưới này. Búp, sau đó làm một cái cửa. Cửa đâu ta? Đây, cửa gỗ này. Đặt vô. Búp. Yeah. ghê quá, vô nhà. Đó, rồi sau đó thì dùng kính thôi. Đấy, kính đặt ở mấy cái cửa sổ các bạn. Đó, đây là cái cửa sổ bự này. Đấy, ở trước này. Và ở hai bên. Hấp dẫn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái rương này. Để chứa đồ các bạn. Đó, nhưng mà mình hết gỗ rồi. Tạm thời làm một cái thôi. Đặt ở đây. Rồi. Đấy, tạm thời là vậy đi. Bàn chế tạo thì giờ chỗ khác. Bàn chế tạo sẽ đặt ở ở giữa luôn. Đó. Rồi, vậy là xong rồi đấy. Rồi. Ok, chắc tầm này mình xin dừng tại đây các bạn. Và nếu như các bạn biết gì mới trong phiên bản này mà muốn Lập chế tạo thì đừng quên comment phía dưới nha. Rồi, ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lập. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.